Nhân vật trong chương trình ngày hôm nay là một nông hộ mới, anh Nguyễn Văn Cường tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Anh Cường đăng ký tham gia khởi nghiệp với mô hình nuôi cá lồng bè. Năm 2014, ở độ tuổi 20, anh Nguyễn Văn Cường rời quê hương qua Đài Loan tiếp tục học tập và làm kinh tế. Nếu mà để kể ra thì ngày chắc chỉ có ngủ 2 tiếng thôi. Thời gian còn lại là dành hết về học, học xong là đi làm thêm. Đi làm thêm thì thứ nhất là kiếm thu nhập và để nâng cao cái ngôn ngữ của mình lên, đó là vốn tiếng Trung. Hiện tại bây giờ em bên đấy thì đang kinh doanh và buôn bán, thì doanh thu hiện tại bây giờ là gần 300 triệu một tháng. Thu nhập cao và ổn định, thế nhưng anh Cường vẫn luôn ấp ủ làm giàu với niềm đam mê của mình. Vì vậy, mỗi dịp được trở về quê nhà, anh lại tất bật với đồng ruộng, ao cá. Thời gian đầu thì em cũng thất bại thì gần như là rất là nhiều. Thì cũng đầu tiên thì cũng rất là nản. Thì cô dì chú bác cũng bảo là hay thôi con ạ, hay đi làm cái khác hoặc là kiếm cái gì khác thì làm thì thôi, bỏ cái đầm máng thì không làm về nông thủy sản nữa, làm về những cái gì nó có lợi nhuận hơn. Nhưng mà thật sự là cái tâm huyết của em về cái con cá đó là đam mê thì em đã quyết làm. Thuận lợi đối với anh Cường đó là được kế thừa công việc nuôi cá của bố mẹ anh từ hơn chục năm nay. Em thì xuất thân là một nhà nông, thì đã gắn bó với lại những cái con cá hiện tại bây giờ thì nó đã từ rất con bé. Thứ hai nữa là quyết định về đầu tư thì vốn dĩ là nhà đang có cái hồ ao nuôi vốn có sẵn, thì đang muốn là dồn kinh tế một chút xíu về đấy để đầu tư thêm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Kế hoạch nuôi cá đều được anh Cường trao đổi với bố, đó là ông Nguyễn Văn Hùng. Theo con thấy là cá truyền thống 1-2 năm nay là nó kém. Có nghĩa là đạt sản lượng ra là gần như là không đạt chỉ tiêu so với lại hai bố con đẻ ra. Thì năm nay đang bảo là tính là thêm cái dòng cá như là lăng nha hoặc là chuối hoặc là chép giòn hay là chấm cỏ. Thì còn năm nay con đang tính là nuôi thêm cái kế hoạch là nuôi lồng bè. Thì không biết được xem thế nào, thì hai bố con trao đổi với nhau thì đấy là cái nguyện vọng, ý kiến của con, thì xem là bố xem là như thế nào thì bố con mình triển khai kế hoạch mới. Nếu mà nhà để bố đi xem tham quan các cái mô hình xem thế nào, nếu mà hiệu quả được thì về bố con mình cùng đầu tư. Bây giờ bố con mình phải đi học kinh nghiệm của các cái trang trại họ làm trước rồi, ao hồ người ta thả trước rồi, giờ mình phải xuống học hỏi kinh nghiệm về. Trước mắt là kế hoạch nó như thế, xong rồi sau là toàn bộ là kế hoạch và bàn giao, thì khéo là bố là sẽ phải theo sát là 100%, con là chỉ bên gọi là hỗ trợ phần nào đấy về bên tinh thần thôi. Còn khéo là ở nhà là sẽ lại vất vả hơn đấy. Bây giờ rất là phấn khởi, con nó cũng lớn rồi, bây giờ nó cái suy nghĩ của nó cũng ấy. Trước này thì nhà có ao hồ nhưng là cái nền kinh tế thì nó chưa có. Thế bây giờ cháu nó đi nước ngoài về thì muốn cải tạo cái nâng cấp con cá lên để cho cái nền kinh tế nó phát triển hơn. Với anh Cường, muốn có thành công phải chấp nhận thất bại có thể xảy ra. Chưa dừng lại ở đó, anh Cường đang nung nấu một kế hoạch táo bạo, đó là liên kết nhóm chăn nuôi với 7 hộ dân cùng sở thích tại địa phương. Bởi theo anh, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Em thì đang tác và làm việc tại nước ngoài, thì theo em thấy được là cái tổ chức và hoạt động nhóm này nó rất hiệu quả và đạt năng suất rất là cao. Ví dụ như là một người thì không thể nào bằng nhiều người suy nghĩ khác nhau. Ví dụ một ông biết cái này nhưng mà ông kia thì cũng có thể là biết được những cái khác hay hơn, thì nhiều khi là luôn luôn có những cái sự mà trao đổi và mới mẻ cho nuôi trồng. Nên là em quyết định là đưa ra cái vấn đề và thành lập lên là một tổ nhóm hợp tác. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là ý tưởng và kế hoạch ban đầu của anh Cường. Thực hiện được thì đang còn là dấu chấm hỏi đối với anh. Để giải đáp những khúc mắc này, anh Cường đã không ngừng tìm hiểu, học hỏi thông qua các mô hình điển hình, sách báo và các trang web nông nghiệp. Và anh biết đến chương trình khởi nghiệp VTC16 như một sự tình cờ. Thì em hay lên mạng em tìm hiểu, có theo dõi thì là chương trình VTC16, tức là chương trình khởi nghiệp, thì luôn luôn là giúp và hỗ trợ
về cho người dân là những cái kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, hải sản tất tần tật, thì em cũng lên kế hoạch quyết định đăng ký về chương trình là để xem là nhờ các chuyên gia tư vấn về hỗ trợ cho mình làm sao để đạt được một cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Sau các buổi thảo luận của ban tổ chức chương trình cùng các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, hồ sơ của nông hộ Nguyễn Văn Cường đã được xét duyệt để tiến hành khảo sát các điều kiện ban đầu. Và xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang sẽ là điểm đến của ekip chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Xin chào quý vị, xin chào bà con. Ekip khởi nghiệp của chúng tôi đang có mặt tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, quê hương của nông hộ Nguyễn Văn Cường. Và để biết được cái kế hoạch sản xuất của nông hộ này như thế nào thì mời quý vị và con cùng hành trình khởi nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay. Chào Cường. Chào vợ. Chào anh ạ. Chào cô. Xin giới thiệu với Cường là ekip khởi nghiệp hôm nay thì có chuyên gia Nguyễn Thị Hà bên Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1. Dạ vâng. Người chuyên gia hướng dẫn về các cái lĩnh vực thủy sản. Dạ. Và mình muốn hỏi Cường là cái kế hoạch sản xuất của Cường cụ thể như thế nào? Em đã từng đăng ký lên chương trình là nuôi theo cái diện mà lồng bè, thì muốn nuôi theo cá lăng và cá chấm cỏ. Hôm nay thì chương trình xuống là để tư vấn, thì không biết là cái ao và mặt nước của em thì có hiệu quả để đạt được cái kinh tế là làm theo cái nguyện vọng của em như thế hay không, hay là chuyên gia sẽ phải hướng theo cái cách khác. Thưa chuyên gia thì gần như mà nếu nuôi cá lồng bè thì thường thường cháu thấy là nuôi trên sông hoặc là gần như là trên cái đập hồ thủy điện rất là lớn đấy. Khi mà bước đến đây thì cháu thấy là khu vực này thì cũng chỉ là những cánh đồng bình thường đấy. Bây giờ trước tiên cũng phải tôn trọng cái ý kiến đề xuất của Cường. Mình vẫn đi khảo sát xem cái vị trí địa lý, rồi cái hệ thống cấp thoát nước, rồi cái hiện trạng của ao như thế nào. Thì mình mới có thể là tư vấn cho Cường theo mong muốn, có thể là nuôi lồng, có thể là nuôi ao, có thể là nuôi một số các cái đối tượng mà có giá trị kinh tế để đáp ứng theo cái kế hoạch sản xuất của Cường. Chuyên gia sẽ khảo sát tiêu chí đầu tiên, đó là vị trí địa lý, khu vực anh Cường dự định nuôi cá. Một hồ bên đây đang là 9.000 m² và hai hồ là gần như bằng diện tích nhau. Đây là đất đầu thầu hay là đất như thế nào? Dạ, cũng theo chương trình đây là cái đất mà ngày xưa người ta làm gạch, thì bây giờ hết hạn thì em đã được đấu thầu lại là làm trong 20 năm, sản xuất được 10 năm rồi. Nói chung là nằm trong cái khu vực được cấp phép. Dạ vâng, được cấp phép. Tất cả giấy tờ đều ok. Nếu mà nhìn về mặt vị trí địa lý thì ở đây là cũng phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Tư cách pháp nhân ấy thì là đấu thầu 20 năm, đã được xã chấp nhận như vậy ấy, thì về mặt pháp lý là tôi nghĩ rằng là cũng đã đảm bảo theo cái yêu cầu của chương trình. Như vậy thì sau khi kiểm tra cái vị trí địa lý cũng như là cái hệ thống khu vực chăn nuôi ở đây thì chuyên gia Nguyễn Thị Hà cũng đã có kết luận tốt. Và ngay bây giờ thì chuyên gia sẽ cùng Cường đi kiểm tra cái hệ thống ao nuôi cũng như là hệ thống cấp thoát nước ở khu vực này. Kết quả đo nước đầu vào của cái ao cá nhà Cường ấy thì pH bằng 8, NO2 bằng 0, oxy bằng 4mg trên lít, NH4 là bằng 0,25mg trên lít. Như vậy là nó đều nằm trong ngưỡng cho phép. Và cái mình đáng lo ngại nhất là NO2 là khí độc thì nó lại không có. Thế cho nên là cái nước này đảm bảo trong cái việc mà chúng ta lấy nước vào để thả cá. Tất cả thứ đều là đạt ngưỡng cho phép, nhưng mà bây giờ bảo là để mà khử thì có cái phương pháp là khử đơn giản nhất thì là đơn giản nhất là dùng vôi, bởi vì khi mà mình đã cải tạo đáy ao rồi thì nó đã cải tạo sạch rồi. Thế tuy nhiên là khi mà mình lấy nước này vào ấy thì là thực ra là nó sẽ đưa toàn bộ các cái tác nhân gây bệnh, có thể là có các tác nhân gây bệnh đưa vào đây, thì mình sẽ sử dụng vôi với cái liều lượng là 2 cân vôi trong 100 m³, hòa tan xong té đều xuống dưới ao, xong là sau 1 đến 2 ngày thì chúng ta có thể thả cá được.
Một thuận lợi nữa đó là anh Cường luôn chủ động được nguồn nước cấp bởi các ao nuôi nằm đầu nguồn hệ thống thủy lợi cung cấp nước nội đồng cho các khu vực lân cận. Nhưng nó cũng chính là một bất cập mà anh Cường chưa từng nghĩ tới. Nước này bơm từ mương thủy lợi vào đúng không? Vâng, mương thủy lợi vào đây. Thế nhưng mà cái này là không lọc rồi. Vâng. Đúng không? Hôm nay là không lọc. Đang chưa có lọc. Không lọc như này thì cá tạp nó sẽ vào, sẽ không cống chế được mật độ. Thì cái này thì con sẽ cải thiện thêm là túi lưới. Cái này phải có túi lưới hoặc là làm một cái túi lưới chắn ngay từ cái cống vào trên kia, bịt ngay vào thì nó sẽ xuống đây cái miệng cống ở trên kia, bịt ngay vào miệng cống ở trên kia thì nó sẽ lọc từ trên kia mà dưới này không phải lọc. So với hệ thống cấp nước vào thì hệ thống thoát nước này là hoàn toàn tách biệt, nằm ở vị trí cuối ao. Rất chắc chắn. Chuyên gia Nguyễn Thị Hà sẽ có đánh giá ra sao về cái hệ thống thoát nước này? Đây là cái hệ thống nước ra đúng không? Dạ vâng, đây là nước ra cho toàn dân đây để mà phục vụ cho nuôi trồng đúng không? À, cho trồng trọt đúng không? Trồng trọt. Đâu đi, mình đi xuống đây mình kiểm tra xem nào. Cái hệ thống cống thoát này ấy, thì bản thân là ở chỗ đằng kia thì là chảy qua ống xi măng rồi đúng không? Cô nhìn thấy là ống xi măng bắc qua đường, xong là nó sẽ chảy ra. Hay là nó chảy vào ao này rồi mới chảy ra? Ý cô là đang hỏi là ở bên kia nó ra đây này. Vâng, ở bên kia này đấy, cái đầu nguồn ở bên mà có cái cống xi măng đấy. Là khi mực nước đến đấy là nó sẽ ra đây. Còn nếu mà nó không vào ao này mà nó chảy ra đây thôi đúng không? Vâng, vào ao này thì là ở bên dưới ngầm này còn có một cái đấy, nhưng mà cái đấy là gần như là không bao giờ lưu thông. Là chỉ khi là gặp thiên tai bão lũ là mình rút một phát là là một là để cạn, hai là để không hút, như bình thường hồ. Chảy như này thì là cái cống ở bên trên đây, đúng không? Cái này ạ. Là thế là được rồi, không có vấn đề gì, bởi vì là cái quan tâm của mình ấy là cống cấp và cống thoát phải riêng, bởi vì là khi mà mình nuôi cái mật độ dày thì khi mình cần thiết mình thay thì mình phải rút được nước đáy. Dạ vâng. Có trao đổi với lại Cường thì Cường nói là cái cống cấp vào là mình đã cho túi lọc vào rồi, đã lọc hết nước rất là kỹ càng mà không biết là cá rô phi nó vẫn ở đâu vào. Biết đây chính là cái chỗ này. Đấy, rô phi con nó sẽ ngược dòng và nó sẽ, bởi vì đây ở đây mức nước chảy rất là từ từ, nó không phải là chảy nhanh. Thế mà cá thì khi mà nó đã bơi thì nó lại thích đi bơi ngược dòng và nó sẽ vào đây và nó sẽ vào ao. Cháu phải làm cái lưới cải tạo lại, cho cái lưới dày vào để ngăn cản không cho cá bên ngoài, cá tạp bên ngoài vào. Dạ vâng, dạ vâng. Nói tóm lại ấy, là cái cống thoát của hai ao này là đều riêng rẽ. Như vậy, với hệ thống cấp và thoát nước riêng rẽ, anh Cường đã đảm bảo được yêu cầu của chương trình đưa ra. Tuy nhiên, anh Cường cũng cần phải có các biện pháp ngăn chặn cá tạp xâm nhập vào ao trước khi thả cá. Còn ngay bây giờ, anh Cường sẽ phải kiểm tra độ sâu của hai ao này. Có như vậy, chuyên gia mới có thể tư vấn cho anh phương án nuôi phù hợp nhất. Đâu, bên lúc nãy cháu ra cháu đo mấy điểm? Dạ vâng, con đo 3 điểm thì hầu như là mực nước là 3 điểm cơ bản là đều đây. Vâng. Thế bây giờ lấy cái thước đo xem là mực nước là bao nhiêu? 3 điểm hả? Vâng. 2 mét. Đây là đã là mực nước cao nhất chưa? Chưa mực nước cao nhất, đây là mực nước trung bình thôi. Thì nếu mà cao nữa thì vẫn có thể lên được tầm 1 mét nữa, dao động xấp xỉ tầm 3 mét, hơn 3 mét. Thì ý định và nguyện vọng của con là vẫn muốn nuôi theo cái phương pháp là nuôi lồng bè. Thì cũng nhờ chuyên gia là xem giúp con là cái nguyện vọng của con như thế là có đáp ứng được để mà nuôi theo cái phương pháp lồng bè hay không, hay là phải triển khai cái bài khác, thì cũng xin cô là cho con một chút xíu chia sẻ. Thực ra ấy, thì là khi đi thăm cái vị trí địa lý này rồi cái cống ra cống vào rồi cái mực nước ở ao này nuôi này ấy, thì theo cô nghĩ là cháu hãy bỏ cái tư tưởng nuôi lồng bè ở đây đi. Không thể nuôi cá lồng bè như dự định. Vậy lý do ở đây là gì?
theo cái đơn đăng ký thì cô nghĩ là một cái hồ điều tiết thủy lợi, nhưng mà nó phải là vài hecta và cái độ sâu của nó phải 5-7 mét cơ. Chứ độ sâu có 2 mét như thế này thì không phù hợp với lại nuôi cá lồng bè. Bởi vì làm sao? Cá lồng bè nuôi thứ nhất là phải có nước chảy, thì thường là họ nuôi ở ngoài sông suối. Cái độ sâu của nó cũng phải 7-8 mét, thậm chí hơn 10 mét. Cái lồng họ làm 6x6, còn chiều sâu là 3 mét, hoặc là 6x9, chiều sâu là 3 mét. Thì cái khoảng cách giữa đáy lồng và cái đáy sông ấy, thì nó ít nhất nó phải 2-3 mét. Dạ thì vâng. Nó mới có cái lưu tốc nó chảy, rồi là các cái đồ chất ăn dư thừa rồi chất thải từ cả phân cá xuống là nó sẽ được đẩy đi và nó không lưu cữu lại thì nó mới đảm bảo. Còn đây nước của cháu chỉ có 2 mét thôi thì không thể nuôi lồng được. Mà nước nuôi lồng trong ao thì là nước tĩnh, chính vì vậy mà nó lại gặp rủi ro rất nhiều. Chính vì vậy mà thôi thì cô nghĩ rằng là hãy từ bỏ cái ý định nuôi lồng đi, mà dạ vâng. Chúng ta nuôi trong ao sẽ tính toán lại cơ cấu đàn cá, tính toán lại mật độ thả, tính toán loài cá thả để làm sao mà để mà trong cùng một cái diện tích như thế này mà mình đạt được cái năng suất cao nhất. Theo những cái chia sẻ của cô thì con cũng cảm ơn cô. Chắc là nếu mà không đạt tiêu chuẩn để nuôi lồng bè thì chắc là con sẽ phải theo ý kiến của cô là nuôi thả buông. Các ao này đã từng nuôi cá khoảng 10 năm nay. Đây cũng là một bất lợi cho anh Cường nếu chuyên gia của chương trình yêu cầu phải sửa đổi. Thì hiện trạng của nó bây giờ là đây là hai ao này, đây là cái đường đi vào này, còn đây là cái vùng đất mà lò gạch này. Thế thì nhìn đi từ đây vào ấy thì sẽ thấy rằng là cái ao nó không có cái mô hình nào giống cái ao cả, mà ở cái phần giữa này nó như hoang tàn luôn. Thế thì bây giờ cháu sẽ phải thiết kế là đây là đường đi vào nhá. Cứ cho là hai cái ao này bằng hai cái ao, hai bên này bằng nhau. Đây là cái đường này là đường đi vào. Hai cái ao ở đây ấy, vẫn mong muốn ấy là nó sẽ phải là hình chữ nhật như thế này. Thế còn cái ao ở đằng sau, hai cái ao đằng sau này cháu sẽ phải thông liền nó như thế này để làm ao cá giống. Đây là ao cá thịt. Thế thì cái chỗ này ấy, thì có thể là thông thì nó không cần diện tích là to lắm, mà cháu có muốn để là một cái diện tích ở đây để trong này cháu phát triển nuôi rúi hoặc là nuôi cái gì đấy thì cháu có thể để được khoảng độ 300 mét vuông thôi là cháu có thể làm được. Thế tức là cái bờ này phải bỏ? Cô vẫn muốn bỏ. Nhưng mà ví dụ như bây giờ con đắp này thì cái bất tiện của nó là cái gì ạ? Cái bất tiện của nó ấy là cái ao cá giống này nó diện tích nhỏ, cô không nuôi được nhiều cá giống để phục vụ cho hai ao cá thịt. Thực sự là cái bờ này em vừa đắp lên thì em vẫn muốn là một là thông ở đây sang kia. Bờ này vẫn giữ, có nghĩa ao này thông một phát cả một lô lấy đi luôn, là về đường trong cái ao kia nó thành một cái ao to ở trong cái nhà này cho đít. Cái nhà này con không tiếc, nhưng cái bờ này bây giờ mà bỏ đi là con hơi có một chút xíu là tiếc, là con muốn cái ao ở bên trong này là con muốn đi hết thành một dãy chữ nhật ở thế trong này. Thế nếu như thế thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì là như thế này thì là toàn bộ đến cái ao cá giống nha, vào ra đến đây đào thẳng một cái ao. Vâng, đấy. Thế thì cái ao này nó chỉ là nuôi cá giống thôi. Những yêu cầu của chuyên gia cũng chính là những thử thách ban đầu dành cho anh Cường. Nếu làm tốt, đồng nghĩa anh Cường sẽ xây dựng được cho mình một mô hình nuôi trồng thủy sản bài bản, khoa học và hiệu quả. Lúc này anh Cường sẽ phải đưa ra quyết định của mình. Thế bây giờ là có đưa ra cái phương án mà chúng ta thiết kế cái ao này thì cháu đã thấy là hợp lý chưa, mà đã đáp ứng được không? Trước mắt thì là con đã lỡ sửa theo cái phương thức như thế này. Thì bây giờ lại chương trình là muốn hướng cho con là để cải tạo lại và gần như là phá vỡ cái nguyên tắc hay là phiên bản mà đã làm sẵn đây, thì để cái này thì cũng có thể là con xin phép một vài hôm mình phải suy nghĩ là để trao đổi lại bố con ở bên nhà thì để xem là cái phương pháp như thế nào để cho nó hiệu quả và vẫn đáp ứng được là chương trình đề ra. Như vậy chuyên gia Nguyễn Thị Hà cũng đã kiểm tra xong hai cái tiêu chí, đó là vị trí địa lý cũng như là hệ thống cấp thoát nước. Và ngay bây giờ thì chuyên gia sẽ kiểm tra ba tiêu chí còn lại, đó là nguồn giống, nguồn vốn cũng như là nhân lực. Về đối tượng nuôi thủy sản, anh Cường đã có dự định riêng của mình. Thì trước tiên thì em đang muốn nuôi cá chấm và cá lăng nha đen. Nhưng mà em chưa có một cái kinh nghiệm gì về hai cái dòng cá này là nhiều. Nên là cũng rất là đang sợ, là đang đắn đo là liệu có gặp phải là như trước đây là nuôi rô phi là chết hàng loạt như thế không.
thì thật sự đấy nó cũng là một cái dấu chấm hỏi và cũng là sự đắn đo rất là nhiều. Cá lăng và cá chấm cỏ, đây là hai đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao và đang được nuôi nhiều ở miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, để nuôi được hai đối tượng này là không hề dễ. Cái tư tưởng của anh ấy là đánh nhanh thắng nhanh, đầu tư chỉ một mảng thôi. Ví dụ nuôi cá chấm cỏ là cá chấm cỏ, chỉ để ăn cỏ, và người đi cắt cỏ là chỉ đi cắt cỏ thôi. Còn không phải đầu tư vào tiền thức ăn tinh, hoặc là nuôi toàn bộ bằng thức ăn tinh mà không phải đi cắt cỏ. Tôi nghĩ là cái đối tượng nuôi mà chọn cá chấm cỏ là không phù hợp. Mà chúng ta phải chọn những cái loài cá mà ăn thiên về động vật và ăn thiên về là thức ăn tinh. Ví dụ như là có thể nuôi đơn về cá lăng đen, nuôi đơn về cá lăng nha, hay nuôi đơn về cá chuối hoa, hoặc là nuôi đơn về cá chê lai hoặc là chê ta thì hoàn toàn có thể đáp ứng được việc nuôi đơn. Ngoài các phương án trên thì nuôi cá giống cũng là một phương án anh Cường có thể tham khảo, bởi nuôi cá giống có thời gian thu hồi vốn nhanh và phù hợp với điều kiện mà anh Cường đang có. Bây giờ cô nghĩ rằng là cháu ở bên Đài Loan mà xuất xứ các cái giống loài ở trên bên Đài Loan ấy cũng rất là tốt về thủy sản, ví dụ như là con cá rô phi Đài Loan, con cá điêu hồng cũng nhập từ Đài Loan, con cá trạch Đài Loan, rồi một số các loại cá khác mà ở Đài Loan nó có cái chất lượng giống rất là tốt. Nếu như cháu có thể móc nối được những cái trang trại có uy tín chất lượng ở bên đó về thì toàn bộ cái khu này cháu có thể làm giống. Cháu vận chuyển cá giống về, cá bột, cá hương, hoặc vận chuyển trứng về đây cho bố cháu ương ấp, xong bố cháu nuôi lên và bố cháu bán cho cả toàn bộ cái khu vực này. Cái cá có chất lượng tốt. Đấy là ba phương án thì cháu cứ suy nghĩ đi cho kỹ, cho thấu đi để mà mình lựa chọn một cái phương án tốt nhất phù hợp với lại gia đình, cũng phù hợp với cái điều kiện của các cháu. Thế thì con sẽ về suy nghĩ lại là lên cải tạo lại ao hay là móc nối lại hay như nào đấy, thì làm giống thì cũng từng nghĩ đến, bởi vì làm giống là con nhanh gọn nhẹ, cứ 2 tháng bán luôn. Thứ nhất thả cá, thứ nhì cá bạc mà. Anh Cường cũng như các nông hộ khác của khởi nghiệp muốn thực hiện được kế hoạch đã vạch ra thì cần đảm bảo được yêu cầu hai tiêu chí còn lại của chương trình, đó là nguồn vốn và nhân lực. Thế hiện nay thì theo đăng ký của cháu trên với chương trình là vốn có bao nhiêu tiền? 100 triệu. Cả vấn đề đấy, 100 triệu mà đầu tư cho cái diện tích 18.000 mét vuông mặt nước này là hơi cả một vấn đề. Vụ này đang tập trung dồn hết tâm huyết về ao này trước, ao này tạm thời là gác lại đấy. để có nghĩa là để lấy kinh nghiệm và nếu mà đạt phát là sẽ nhân răng hai. 100 triệu này mà cháu nuôi cá lăng đen ở cái ao 9.000 mét vuông này thì nó chỉ đáp ứng được 2/3 tiền thức ăn thôi, còn tiền giống chưa có, công lao động chưa có. Đấy, thì cháu tính toán nhá, thì cái tiền này là chắc chắn là phải bổ sung thêm, chứ còn nếu mà 100 triệu là không đủ. Nhân lực thì có bao nhiêu người làm ở đây? Trước mắt là có một mình bố con. Nếu mà cảm tưởng chưa đủ thì con sẽ tuyển thêm nhân lực là 2 người. Một ao này thì chỉ một mình bố con được, chỉ có quản lý chăm sóc và đến giờ cho ăn thôi. Và mình định kỳ mình sử dụng chế phẩm sinh học, mình bón xuống rồi là cho ăn phòng bệnh thôi. Một nhân lực là đủ. Trong cái 5 tiêu chí để chúng ta có thể đánh giá thì anh ấy đảm bảo được vị trí địa lý này, nguồn cấp, nguồn thoát này, về giấy tờ chứng minh hợp pháp này, rồi về nhân lực. Nhưng mà về cái vốn là tôi còn đang phải suy nghĩ tính toán một cái bài toán để làm sao mà anh có vốn để anh quay vòng để mà đáp ứng được hai cái ao nuôi cả thịt. Còn phải chờ theo là cái phương hướng mình đưa ra, anh ấy có chấp nhận được không, anh có chấp thuận được không, mà anh tính toán như thế nào để anh ấy thông tin lại thì lúc ý quyết định được là tham gia hay không tham gia. Thưa quý vị, tuy chưa trở thành nông hộ của khởi nghiệp, tuy nhiên với ý chí của tuổi trẻ và sự quyết tâm của mình, anh Cường cũng đã nung nấu một ý tưởng, đó là thành lập một tổ nhóm sản xuất nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Và liệu rằng với cái ý tưởng này của anh thì có được sự đồng thuận của chuyên gia của chương trình hay không? Thì hôm nay thì con cũng mời chương trình khởi nghiệp ở đây, thì cũng có các bác đây, thì là trong tổ nhóm mình thì con cũng hy vọng tất cả mọi người đây hợp lại với nhau là có chia sẻ kinh nghiệm gì đấy trong cuộc sống về cá mú, hoặc là những cái con vật tại sao mà chết, hoặc là tại sao là bệnh tật, hướng là để có được một cái tổ chức là hoạt động như thế, thì cô chia sẻ cho con là xem là có được không ạ? Hay là... Hoạt động nuôi trồng thủy sản đi theo cái tổ nhóm ấy là cũng đã phát triển rất là nhiều rồi, đặc biệt là cả các tỉnh miền Đồng bằng Nam Bộ cũng như là các tỉnh miền Trung thì người ta cũng đã thành lập
cũng lợi ích như sau: học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng được một cái mô hình nuôi trồng thủy sản mà nó có hiệu quả nhất và nó có năng suất, là người biết nhiều kinh nghiệm truyền bá lại kinh nghiệm cho người ít kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là trong tổ nhóm hoạt động ấy thì chúng ta có thể điều tiết được người có thể nào làm con giống này, người làm con giống kia, như con giống nó chất lượng để mà bổ sung cho trong cả nhóm, để là có những cái đàn cá nuôi thương phẩm nó tốt nhất. Một cái lợi ích nữa ấy là sau khi mà mình nuôi đã có thành quả rồi thì có cái khi mà trong nhóm chúng ta có trao đổi thảo luận thì cái việc tiêu thụ hàng hóa nó cũng rất là thuận lợi, là tôi biết mối này, anh biết mối kia, thì có thể mình lựa chọn được nhiều cái đối tác tiêu thụ sản phẩm. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hà, liên kết sản xuất là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Nhưng để làm được điều này, người nông dân phải tổ chức được hành động tập thể theo quy trình sản xuất chung, có nghĩa là các quy trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản và thương mại của nông dân phải được thiết lập trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường về khối lượng cung ứng, chất lượng hàng hóa. Trong cái thời gian mà bạn đang còn làm việc tại nước ngoài thì bạn vẫn là quyết định tham gia chương trình nghề nghiệp, thì bạn đã lường trước được những cái khó khăn mà mình phải gặp phải không? Cũng đang băn khoăn một chút là bỏ ra một cái số vốn nó khá là nhiều để đầu tư mà không biết là mình có thành công hay không, hay là đầu tư vào là mình sẽ vấp phải là thất bại, gần như là thất bại hoàn toàn. Thì cái đấy là gần như là nó cũng là một cái đắn đo cho em, nhưng mà đã quyết tâm làm thì hy vọng được là sẽ có thành công. Bạn đã suy nghĩ như thế nào, hay là có những cái phương án sản xuất nào nếu mà khi mà chương trình khởi nghiệp mà lên đây mà có những cái quyết định thay đổi đấy? Khi mà đã chưa có ai mà hướng cho mình về khởi nghiệp thì gần như là mình làm theo cái ý tưởng của mình thôi, thì cứ làm là làm thôi. Nhưng mà thật sự là nếu mà đã có chương trình khởi nghiệp tham gia cùng và đồng hành cùng thì cần thay đổi cái gì thì em sẽ gần như là hỗ trợ và thay đổi hoàn toàn theo ý của các chuyên gia. Trước khi về đây mà đăng ký tham gia khởi nghiệp thì bạn cũng đã lên một cái ý tưởng, đó là liên kết các cái hộ sản xuất nuôi trồng thủy sản ở tại địa phương mình. Thì cái ý tưởng đấy xuất phát từ đâu? Làm việc nhóm và làm việc tổ chức thì em thấy là những cái đấy thì thứ nhất là người này giỏi về lĩnh vực này, người kia giỏi về lĩnh vực kia, thì cũng có thể ông này biết cái này, ông kia biết cái kia. Thì em thấy là khi mà đã tập hợp lại và làm được cái việc nhóm như thế thì sẽ có lợi cho mình rất nhiều, và những cái thiệt hại và rủi ro thì gần như là nó sẽ được giảm xuống một cái mức gọi là thiệt hại thấp nhất. Ở năm các lứa tuổi khác nhau thì làm sao để bạn thuyết phục được các cái nông hộ này? Cái điều này thì em cũng đã từng nghĩ đến, bởi vì bây giờ là lứa tuổi khác nhau và cái cách suy nghĩ nó cũng khác nhau. Thế nên là em sẽ có phải gần như là phải thuyết phục theo một cái cách hướng riêng của cá nhân mình, dùng mọi cách để thuyết phục làm sao người ta theo được một cái tổ chức, và quan trọng nhất ai là người cầm đầu, và người cầm đầu đấy là sẽ hướng cho cái tổ chức đấy làm những cái gì và hiệu quả như thế nào thì hoàn toàn là phụ thuộc vào người cầm đầu. Xin chúc bạn có những cái bước tiến trong tương lai là thật tốt và đạt hiệu quả cao nhất. Thì cũng xin cảm ơn anh và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm chúc ơn bạn anh thành công.